kế ngôn cùng hám hạo không đi tới cách đại trận trăm vạn dặm xung quanh nơi này non xanh nước biếc cây cối chọc trời linh khí dư thừa cực ít có tung tích nhân loại phía dưới hồ gầm sói chu thỉnh thoảng sạch qua bóng ma cực lớn màu đen mỗi một thân ảnh đều mang theo sát khí nồng đậm nhắc lên từng trận gió tanh nơi này tràn ngập khói độc trường khí tràn ngập bạo ngược hung thú nguy cơ trùng trùng đối với phàm nhân mà nói là cấm địa tu sĩ bình thường cũng khó có thể đến nơi này cho dù đi tới nơi này cũng là dã thú hung thú đồ ăn bất quá theo kế ngôn cùng hám hạo không đến Nơi này lâm vào yên tĩnh như chết, vô luận là hung thú độc trùng hay là dã thú phi cầm, chúng nó nhạy bén có thể cảm nhận được sự khủng bố của kế ngôn và hám hạo không, không phải chạy trốn thì là rút về huyệt động của mình, không dám đi ra. Hám Hạo không đi tới nơi này, ánh mắt như mắt ưng quét qua hoàn cảnh xung quanh, thần thức càng giống như radar, quét xung quanh một lần lại một lần. Là nguyên anh danh động thánh tộc, hám hạo không đã vượt qua 300 tuổi, trong môi trường khắc nghiệt như sao Hàn, cẩn thận là thứ nhất. Sau khi quét vài lần, không phát hiện có bất kỳ mai phục nào, hám hạo không ha hả đứng lên, vẫn không có đem kế ngôn để trong mắt tiểu tử nhân loại nơi này là cho chính ngươi chọn lựa mộ địa sao kế ngôn lắc đầu lão nhân này quá kiêu ngạo cũng không nói nhảm một kiếm bổ ra tiêu giao kiếm quyết kiếm quang rực rỡ như mặt trời phủ xuống kiếm quang trăm trượng xé rách bầu trời thiên địa run lên phong mang kiếm ý hóa làm ngân long thật lớn rít gào tới lúc này đây hám hạo không chân chính cảm nhận được sự khủng bố của một kiếm này kiếm ý phong mang chưa tới đã làm cho thân thể của hắn có vô số cảm giác châm chọc sắc mặt của hắn vô cùng ngương trọng một kiếm này mặc dù thân thể hắn cường hãn cũng không dám trực tiếp ngạnh kháng hắn hét lớn một tiếng thân thể giống như thổi bong bóng trong nháy mắt cường tráng một vòng xa xa nhìn lại hắn tựa như một người khổng lồ hình thể khổng lồ toàn thân tràn ngập nổ tung tính lực lượng chỉ thấy hắn giơ nắm đấm lên so với nắm đấm của nhân loại bình thường nắm đấm của hám hạo không lớn gấp đôi có thừa mặt ngoài nắm tay giống như phủ một tầng hắc xa đỏ đen tỏa sáng cứng rắn như sắt thép làm cho người ta cảm thấy hám hạo không một quyền liền có thể sụp đổ một ngọn núi lớn một quyền liền có thể nghiền nát đại địa hám hạo không hét lớn một tiếng một quyền nện ra nhất thời long trời lở đất cuốn theo từng trận kình phong linh khí trong thiên địa bị hấp thu mà đến hóa thành một nắm đấm thật lớn cùng kiếm quang của kế ngôn đụng nhau vô số năng lượng phát tiết ra giống như thiên ngoại thiên thạch va chạm mặt đất phát nổ mạnh mẽ sóng xung kích hoành hành trên mặt đất mặt đất vỡ vụn vô số vết nứt không ngừng mở rộng phía dưới vụ nổ xuất hiện một cái hố thật lớn xung quanh cổ thụ chọc trời bị loạn lưu xé rách thành vụn gỗ đầy trời phương viên vài cái bị san thành đất bằng hiệp thứ nhất song phương bất phân thắng bại mà kết quả này đối với hám hạo không mà nói, chẳng khác nào là hắn thua. Thực lực của hắn so với kế ngôn cao hơn hai tiểu cảnh giới, lại cùng kế ngôn đánh ngang tay, không phải thua thì là cái gì? Đi chết đi! Hám hạo không gầm nhẹ một tiếng, giống như một đầu hung thú tóc bạc tức giận, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, thẳng đến kế ngôn mà đi. Hắn tự kiềm chế thân thể cường hãn của mình, dự định cùng kế ngôn gần gũi, lợi dụng ưu thế của mình để đánh bại kế ngôn. Nhưng là một đạo kiếm quang nhanh chóng sệt qua, chung báo động trong lòng vang lên, trong nháy mắt dừng lại trường kiếm của kế ngôn gần như là sự qua mũi hắn mũi nhọn của vô khâu kiếm khiến hám hạo không toát mồ hôi lạnh hắn nhanh hơn một chút một kiếm này nhất định sẽ đem hắn trọng thương đáng giận hám hạo không cảm giác được khó giải quyết kế ngôn cầm trong tay thần binh lợi khí hắn cũng không dám tùy tiện muốn cùng kế ngôn chơi cận thân kế ngôn cũng không có trần chờ như hám hạo không đối với hắn mà nói vô luận đối thủ cường hãn cỡ nào hắn cần chính là xuất kiếm xuất kiếm lại xuất kiếm một kiếm đánh không lại ngươi vậy thì hai kiếm ba kiếm đối phương là ma tộc cảnh giới thực lực mạnh hơn hắn kế ngôn không cho hám hạo không quá nhiều cơ hội suy nghĩ liên tục tấn công hắn tiêu giao kiếm quyết phối hợp với mũi nhọn của vô khâu kiếm từng đạo kiếm quang hóa thành ngân long bay múa đầy trời một lần lại một lần tiến công đối với hám hạo không kiếm ý phong mang hóa thành ngân long giống như cửu thiên thần long chân chính hạ phàm chấn áp tứ phương trong lúc nhất thời ép hám hạo không liên tục lui về phía sau hám hạo không vừa sợ vừa giận hắn trăm triệu lần không nghĩ tới mình bị kế ngôn áp đến nước này sau mấy hiệp hám hạo không cắn răng tìm một cơ hội vội vàng thuấn di thoát ly chiến trường kế ngôn không truy kích mà thu kiếm mà đứng ngạo nghễ nhìn hám hạo không thực lực như vậy sao kế ngôn ngữ khí mang theo thất vọng còn tưởng rằng ma tộc có bao nhiêu lợi hại nguyên lai cùng tu sĩ nhân loại không có gì khác nhau tốt tốt hám hạo không giận quá mà cười lửa giận hận không thể đem thế giới này đốt cháy hầu như không còn lần đầu tiên bị người như thế khinh thị hơn nữa còn là tu sĩ nhân loại mặc dù chỉ là áp chế trong thời gian ngắn nhưng đã làm cho hắn cảm nhận được sỉ nhục trước nay chưa từng có hắn tức giận đến râu ria trắng nõn vểnh lên ánh mắt đỏ ngầu Đầu từng trận khói trắng toát ra. Hắn vì vị trí thánh địa trưởng lão, không tiếc mạo hiểm truyền tống đi tới thế giới này, thánh tộc tổ địa. Hắn tới nơi này là vì ngăn cơn sóng dữ, là vì lập xuống công lao hiển hách, thay vì đến đây và bị đánh như thế này. Bộ dạng này của hắn một khi bị truyền về thánh tộc, hắn còn lăn lộn cái rắm, hắn đi tới nơi này trước tiên không có đem kế ngôn để vào mắt. Kết quả hiện tại bị kế ngôn hung hăng đánh mặt, lửa giận trong lòng có thể tưởng tượng được, lửa giận thiêu đốt có loại ảo giác thiêu đốt hắn hầu như không còn. Rất tốt, hám hạo không hét lớn một tiếng, hình thể lại tăng vọt một vòng thân hình khổng lồ đến phiên ta thân hình hắn bạo động lại không kém thuấn gì bao nhiêu trong nháy mắt xuất hiện trước mặt kế ngôn đã sớm có phòng bị vô khâu kiếm bổ ra nhưng lúc này đây hám hạo không không nhìn vô khâu kiếm nắm tay nặng nề cùng vô khâu kiếm đụng nhau thình thịch một cỗ cường độ cường đại đem kế ngôn đánh bay giống như đạn pháo bay tứ tung ngươi cho rằng vừa rồi cho ngươi mấy chiêu ngươi liền vô địch sao ngươi có thể khinh thường ta sao đi chết đi cho ta hám hạo không rít gào lần này đến lượt hắn đè nặng kế ngôn đánh đối mặt với hám hạo không thực lực toàn khai cường đại vô cùng kế ngôn không lùi mà tiến lên trong ánh mắt mang theo kinh hỉ vô cùng tốt đây mới là thứ ta cần hám hạo không giận dữ như vậy còn đánh không chết người còn dám liều mạng với ta mày nghĩ mày là ai con người yếu đuối chết tiệt ăn ta một chiêu hám hạo không quyết định phóng đại chiêu kế ngôn cũng là ý nghĩ này vô khâu kiếm giơ lên ăn một kiếm của ta một kiếm lĩnh ngộ kia lại sử dụng hám hạo không sắc mặt đại biến râu tóc đều chấn động giống như nhìn thấy tồn tại khủng bố sau khi thét chói tai một tiếng ngược lại bỏ chạy sau một khắc vô tận kiếm quang đem hắn thôn phệ lữ thiếu khanh bên này đối mặt với nguyễn thuấn tiến công hắn giả bộ không địch lại vừa đánh vừa lui nguyễn thuấn thân thể cực kỳ cường đại thân là nguyên anh mặc dù không sử dụng pháp thuật một quyền nhảy ra cũng đủ để sụp đổ một toàn núi lớn trong ánh mắt của úc linh và cừu lang lữ thiếu khanh bị nguyễn thuấn đuổi đánh song phương càng đánh càng xa cho đến khi biến mất trong tầm mắt của bọn họ bất quá xa xa kiếm khí tung hoành kiếm ý kích động còn có lữ thiếu khanh có phải hay không tiếng mắng cũng có thể phản ứng ra chiến đấu kịch liệt vẻ mặt úc linh ngưng trọng ánh mắt màu tím nhìn chằm phương xa đang chiến đấu vô luận là lữ thiếu khanh hay là kế ngôn cô đều chú ý đáng tiếc song phương chiến đấu quá xa lấy thực lực hiện tại của cô rất khó cảm thụ được đặc sứ của thánh chủ cừu lang tuổi tác thực lực cùng úc linh sấp xỉ nhau hắn cảm nhận được úc linh khẩn trương ha ha cười an ủi đội trưởng úc linh không cần lo lắng có thể trò hám hạo không ra tay hai người bọn họ không đáng lo Cửu Lang cũng không biết kế ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh khủng bố, hắn cùng những ma tộc nhân khác giống nhau, đối với cái này giới nhân loại, vô luận là phàm nhân hay là tu sĩ đều tràn ngập khinh miệt, cho rằng bọn họ không chịu nổi một kích, nhân loại làm sao có thể so sánh với thánh tộc chúng ta. Ngay từ đầu Úc Linh cũng có ý nghĩ như vậy, sau khi trải qua đánh đập xã hội với Lữ Thiếu Khanh, cô không dám ôm ý nghĩ này nữa, hai người đó thật kinh khủng, tuổi còn nhỏ hơn cô, nhưng thực lực lại cường đại đến không tưởng nổi, cái gì thiên tài, cái gì yêu nghiệt, tại hai người kia trước mặt đều chỉ có thể tính cướp chó. Úc Linh hít sâu một hơi, trong ánh mắt màu tím mang theo mấy phần ngương trọng, nhìn Cừ Lang, nhắc nhở hắn, cừu đặc sứ, không nên coi thường hai người bọn họ, hai người này rất khủng bố. Chẳng phải thánh chủ đã nói rằng ngài có thể biết chuyện gì đã xảy ra ở đây qua bức tượng sao? Thánh chủ không nói cho ngươi biết tình hình ở đây sao? Úc Linh thầm nghĩ trong lòng, các ngươi nếu biết hai người này khủng bố, chắc chắn sẽ không tự đại cuồng vọng như vậy. Cử Lang mỉm cười, thánh chủ nói nơi này gặp một ít biến cố, cần cao thủ tiếp viện, đáng tiếc các trưởng lão thánh địa còn chưa chuẩn bị, chỉ có thể mời thầy trò hám hạo không đến hỗ trợ. Úc Linh không rõ tại sao lại để hai người bọn họ tới. Nghe đồn hai người bọn họ có liên hệ với phản nghịch, truyền tống một lần đánh đổi rất lớn, để hai người bọn họ tới sẽ không sợ xảy ra vấn đề. Cửu Lang lắc đầu, hắn cũng không hiểu, bất quá hắn không có lo lắng, đây là thánh chủ quyết định, hơn nữa, ngươi cho rằng ta vì cái gì đi theo tới? Cửu Lang nhìn xa xa, linh khí tàn sát bừa bãi, các loại hào quang chợt lóe mà qua, song phương chiến đấu kịch liệt, nhìn trong chốc lát, Cửu Lang mới ngạo nghễ nói, thánh chủ cho ta một món đồ món đồ này đủ để đối phó một gã nguyên anh Thanh chủ còn nói cho ta biết chỉ cần chúng ta kiên trì ở chỗ này 20 ngày sẽ có nhóm viện binh đầu tiên đến úc linh kinh ngạc không phải nói nhanh nhất cần 10 ngày sao bất quá nói xong cô trầm mặc trên mặt lộ ra mấy phần cay đắng là vì các người lần này đột nhiên truyền tống tới sao cửu lang gật đầu đúng vậy truyền tống một lần cần tiêu hao thật lớn lấy chúng ta thánh tộc trăm ngàn năm mưu đồ cũng rất khó thừa nhận nổi truyền tống hai vị nguyên anh cần phải trả giá lớn hơn nữa úc linh xấu hổ cúi đầu ta làm bất lực thẹn tín nhiệm thánh chủ thẹn với thánh tộc trong lòng cô hối hận sớm biết khi đó không nên ra tay với đám nữ thiếu khanh nên áp dụng thủ đoạn nhu hòa hơn không chừng còn có thể kéo dài một đoạn thời gian kết quả là loan tuấn ngược lại để cho song phương dùng phương thức đơn giản thô bạo nhất đối thoại cũng làm cho tình hình phát triển đến mức khó có thể khống chế thánh tộc bên kia không thể không khẩn cấp phái người tới viện trợ lại một lần nữa kéo dài thời gian viện binh đến Cửu lang ha hả khoát tay không có nửa để ý hắn đại biểu cho thánh chủ mà đến cái này sẽ tự mình cảm giác tốt yên tâm đi thánh chủ không có trách cứ ngươi ngược lại cho rằng ngươi làm rất tốt yên tâm đi gia tộc ngươi nhất định sẽ đạt được cực lớn tộc nhân các ngươi cũng có thể có càng nhiều danh ngạch tiến vào thánh địa úc linh mừng rỡ kích động thánh chủ hậu ân úc linh nhất định thề chết để báo đáp thánh chủ đúng lúc này xa xa truyền đến một tiếng giống giận gia hỏa đáng giận tiểu gia ta không phát uy coi ta là mèo bệnh sao xem ta đánh chết ngươi là giọng nói của lữ thiếu khanh lữ thiếu khanh tự hồ chịu thiệt thòi trong giọng nói để lộ ra vô tận tức giận cùng oán hận ha ha tiếng cười nguyễn thuấn vẫn cuồng vọng tu sĩ nhân loại cũng dám kiêu ngạo trước mặt ta không biết sống chết song phương lại từ từ đánh trở về nghe được song phương đối thoại úc linh trong lòng mừng rỡ nghe qua tên hỗn đản kia tựa hồ không phải là đối thủ của nguyễn đại nhân quá tốt rồi ở chỗ này ai cũng có thể không chết duy chỉ có tên hỗn đản kia nhất định phải chết nếu không trong lòng ta khẩu khí kia tiêu không nổi úc linh mang theo chờ đợi nhìn chiến đấu xa xa bất quá sau khi song phương xuất hiện trong ánh mắt màu tím có mấy tia thất vọng nguyễn thuấn cũng không hoàn toàn chiếm thượng phong hắn dường như đánh ngang với lữ thiếu khanh hắn thật sâu che kín vết thương vài chỗ sâu có thể thấy được xương máu tươi đầm đỉa lữ thiếu khanh cũng không khá hơn chút nào sắc mặt tái nhợt khí tức suy yếu làm cho người ta có cảm giác như nến tàn trong gió tùy thời sẽ tắt lữ thiếu khanh thở hổn hển cắn răng chống đỡ hắn kiếm chỉ nguyễn thuấn trong giọng nói có thêm mấy phần suy yếu dừng ở đây như thế nào còn tiếp tục như vậy ta và ngươi lưỡng bại câu thương đối với ai cũng không có chỗ tốt úc linh muốn cười ra tiếng tên hỗn đản này cũng có một ngày cầu xin tha thứ thoải mái thoải mái Cửu lang lắc đầu rất là khinh thường từ trong lòng nhì không nổi lữ thiếu khanh nhân loại ha ha tự xưng là thánh tộc bọn họ nhì không nổi nhân loại cũng nhì không nổi tu sĩ nhân loại cho rằng tu sĩ nhân loại tự cam chịu đọa lạc nguyễn thuấn tuy rằng bị thương không ít nhưng trạng thái của hắn rất phấn khởi máu tươi bắn tung tóe trên mặt hắn khiến hắn có vẻ dữ tợn hơn nhân loại ngươi đây là cầu xin tha thứ sao quỳ xuống để ta ban thưởng cho ngươi cái chết ha ha sau khi nói xong lại một lần nữa giết lữ thiếu khanh lữ thiếu khanh tự hồ không địch lại bị hắn đánh trúng từ trên trời nặng nề đập xuống đất lữ thiếu khanh rơi xuống đất nửa ngày không thấy động tĩnh nguyễn thuấn đi tới trước mặt lữ thiếu khanh từ trên cao nhìn xuống lữ thiếu khanh nằm trên mặt đất không nhúc nhích khinh miệt phế vật hắn giơ tay lên chuẩn bị triệt để giết lữ thiếu khanh lữ thiếu khanh bỗng nhiên mở mắt ánh mắt thanh minh mang theo trò phúng nhà nhạt, nhạt nguyễn thuấn hoảng sợ không đợi hắn kịp phản ứng lữ thiếu khanh vung ra một kiếm ánh lửa màu đỏ sậm tái hiện phủ kín toàn bộ đại địa che lấp tầm mắt úc linh cùng cửu lang ngăn cách linh thức của bọn họ. Nguyễn Thuấn vào giờ khắc này sắc mặt cuồng biến. "Ngươi, ngươi!" Nguyễn Thuấn cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, ánh mắt Lữ Thiếu Khanh thanh minh, nào có nửa điểm bị thương, Nguyễn Thuấn có ngốc cũng biết mình bị lừa. Lữ Thiếu Khanh bổ ra một kiếm này, so với vừa rồi bất kỳ một kiếm nào đều kinh khủng hơn, hắn tu luyện trên trăm năm, vẫn là lần đầu tiên gặp phải kiếm ý kinh khủng như vậy, hiện tại hắn đã trốn không thể trốn, chỉ có thể liều mạng. Hắn gầm lên, "Ta và ngươi, ta và ngươi liều mạng." Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh hô lên trước hắn một bước, giọng nói mang theo bi tráng nhưng trên mặt lại mang theo đắc ý ngươi nguyễn thuấn nổi giận ngay cả nói ngươi cũng muốn cướp của ta đồng thời hắn cũng hiểu ra vừa rồi vì sao lữ thiếu khanh lại hô to như vậy là đang diễn kịch nhưng tại sao phải diễn kịch hắn không biết hắn nghĩ không rõ không hiểu nổi cũng không có cơ hội nghĩ rõ kiếm quang khủng bố đã nuốt chừng hắn nguyễn thuấn không có biện pháp trốn bất quá hắn không có ý định trốn một kiếm này mang đến cho hắn uy hiếp khủng bố nhưng hắn vẫn có lòng tin ta là thánh tộc ta là nguyên anh thân thể của ta so với thân thể nhân loại mạnh hơn nhiều lắm. mặc dù một kiếm này có khủng bố hơn nữa, ta cũng có thể ngăn cản được. chỉ cần ta ngăn trở một kiếm này, sau một khắc chính là tử kỳ của tiểu tử kia. nguyễn thuấn cắn răng, hét lớn một tiếng, khí tức tăng vọt, thân thể hắn tựa hồ lớn hơn một vòng, cơ bắp bạo đột. cơ bắp kiên cố, lồi lõm, phồng đầy lực lượng, mạch máu bên ngoài nhu động như cầu long, làm cho người ta có cảm giác kinh khủng. a, à, kiếm quang khủng bố hóa thành hỏa diễm đầy trời, giống như thiêu diệt ngàn vạn thế giới. nút chừng nguyễn thuấn, canh 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 bề mặt thân thể nguyễn thuấn giống như sắt thép phát ra tiếng kim thiết giao mình bước quá đến cùng vẫn là lữ thiếu khanh một kiếm này lợi hại nguyễn thuấn thân thể bắt đầu bạo liệt vô số vết thương nhỏ xuất hiện máu tươi vẩy ra phun ra xa xa nhìn lại nguyễn thuấn bị một tầng huyết vụ bao vây huyết vụ che lấp thân thể hắn thoạt nhìn thê thảm vô cùng không chỉ như thế kiếm ý khủng bố không ngừng xé rách da súc của hắn cắn nuốt máu thịt của hắn chỉ trong nháy mắt thân thể nguyễn thuấn liền thu nhỏ lại một vòng máu thịt của hắn tựa hồ bị bốc hơi trong nháy mắt như vậy nguyễn thuấn có thể chịu đựng được nhưng một kiếm này không chỉ xé rách thân thể của hắn, mà còn công kích linh hồn của hắn. Nguyễn Thuấn thảm thiết, thanh âm phẫn nộ, hoảng sợ giống như dã thú sắp chết, liều mạng kêu rên, khiến người ta nghe mà biến sắc. Nguyễn Thuấn không nghĩ tới một kiếm này sẽ lợi hại đến mức này, phải biết rằng hắn chính là nguyên anh cảnh giới tầng 2, so với tu sĩ nhân loại, thân thể càng cường đại hơn, cho dù là tu sĩ nhân loại cảnh giới 3 tầng cũng khó có thể có biện pháp với thân thể của hắn, cho dù là kiếm tu cũng làm không được một bước này. Hắn tuyệt đối không phải kiếm tu bình thường kiếm quyết của hắn tuyệt đối không phải kiếm quyết bình thường trong nháy mắt trong lòng nguyễn thuấn sáng tỏ hơn rất nhiều lúc này nguyễn thuấn mới biết mình coi thường lữ thiếu khanh coi thường người này nhưng tất cả đều đã muộn ly hỏa phần thiên đây chính là lữ thiếu khanh hiện tại có thể sử dụng mạnh nhất một chiêu kiếm quyết tu sĩ nhân loại bình thường hắn có thể một kiếm diệt chi một kiếm qua đi nguyễn thuấn miễn cưỡng sống sót khí tức của hắn vô cùng suy yếu như nến tàn trong gió giống như lữ thiếu khanh nhưng hơi thở của lữ thiếu khanh là giả bộ hắn thật sự suy yếu thân thể trong ngàn lỗ hồng giống như bị vô số kiếm đâm xuyên qua, lộ ra xương cốt, lành lạnh mà lại khủng bố. Ha ha, vẻ mặt Nguyễn Thuấn giữ tợn, thân thể hắn lảo đảo, giống như một cái giá gỗ, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi là tả trên mặt đất. Thân thể đau đớn sẽ chỉ làm sát ý tăng vọt, hắn nhận ra hơi thở của Lữ Thiếu Khanh, ha hả đứng lên, một kiếm vừa rồi, ngươi không dùng được trong thời gian ngắn sao? Ánh mắt Nguyễn Thuấn độc ác, Lữ Thiếu Khanh và hắn đánh tới bây giờ, không thể lông tóc không tổn hao gì. Lữ Thiếu Khanh bất ngờ thu mặc quân kiếm lại, vung nắm đấm, nói với Nguyễn Thuấn: nghe nói thân thể ma tộc các ngươi cường đại vô địch khắp thiên hạ thời điểm tiên ma đại chiến các ngươi chỉ dựa vào thân thể đã tạo thành thương vong cực lớn cho tu sĩ nhân loại chúng ta ta muốn kiến thức một chút sau đó lữ thiếu khanh giống như đạn pháo bắn ra giơ nắm đấm lên lao thẳng về phía nguyễn thuấn nguyễn thuấn thấy lữ thiếu khanh dám thu vũ khí lại muốn đọ sức với hắn hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn ta mặc dù bị thương nghiêm trọng nhưng thân thể của ta cũng không phải tu sĩ nhân loại các ngươi có thể ngăn cản được không biết trời cao đất rộng hôm nay ta liền để cho ngươi nguyễn thuấn rít gào một tiếng Điều động lực lượng cuối cùng trong cơ thể quyết định thắng bại cuối cùng với Lữ Thiếu Khanh. Ngay khi hai người sắp đụng phải, một cỗ thần thức cường đại tràn ngập ra, không biết tự lượng sức mình, Nguyễn Thuấn cười lạnh một tiếng, thần thức sao, ai còn chưa có. Nhưng, khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười của Nguyễn Thuấn biến mất. À, Nguyễn Thuấn thảm thiết, thần thức của đối phương vượt quá tưởng tượng của hắn, thần thức của hắn vô cùng yếu ớt, dễ dàng đánh tan. Lữ Thiếu Khanh vội vàng hô, "Đừng, đừng, ngoan ngoãn nằm xuống." Nguyễn Thuấn đại hận, nhưng lúc này hắn đã không còn tinh thần không thể phát huy toàn bộ thực lực đối mặt lữ thiếu khanh đánh úp lại hắn chỉ có thể vội vàng ngăn cản thình thịch mặc dù cách thật xa mặc dù là bị ngọn núi ngăn trở úc linh cùng cứu lang như trước có thể nghe được một tiếng vang thật lớn giống như búa lớn oanh thiên nện xuống mặt đất một luồng sóng xung kích cường đại vô hình từ xa khuếch tán tới nhắc lên vô số bụi đất giống như một trận bão cát tiến đến một nguyên anh trong nháy mắt từ trong thân thể nguyễn thuấn xuất hiện một nguyên anh phiên bản mini trên mặt tràn ngập kinh hãi ở trong tầm mắt của hắn thân thể của mình từng tức bạo liệt cuối cùng thành không mảnh nhỏ máu thịt xương cốt thành cạn bã thân thể kiêu ngạo của hắn bị lữ thiếu khanh một quyền đánh nát cho dù tiên đế tái lâm cũng không cách nào đem thân thể của hắn phục hồi như cũ nguyễn thuấn không thể tin được nhưng hiện tại hắn không thể không tin hắn đụng phải thiết bản hắn có thể làm chính là trốn có bao xa liền trốn bấy xa hắn oán hận nhìn lữ thiếu khanh một cái nguyên anh trong nháy mắt tiêu tan lữ thiếu khanh hừ một tiếng nghịch tử nguyên anh xuất hiện cũng biến mất tại chỗ khoảng cách vạn dặm đối với nguyên anh mà nói chỉ là thuấn di mà thôi nguyễn thuấn không dám dừng lại thuấn di một cái tức khắc vạn dặm hắn hiện tại có thể làm chính là để cho mình cách xa khi hắn chuẩn bị thuấn di lần thứ hai hắn cảm giác được bầu trời bỗng nhiên ảm đạm xuống không gian xung quanh bị phong tỏa hắn thuấn di thất bại chạy nhanh như vậy làm gì giọng lữ thiếu khanh vang lên sau lưng hắn nguyễn thuấn thiếu chút nữa đi tiểu nguyên anh hắn có thể nhanh như vậy đối phương lấy thân thể thuấn di cũng có thể nhanh như vậy sau khi hắn nhìn thấy nguyên anh màu đen hắn càng thêm hoảng sợ nguyên anh của lữ thiếu khanh thậm chí có thể ngửi được sự sợ hãi trong không khí đoạn đoạn xa đoạn nguyên anh của nguyễn thuấn run rẩy cả người run rẩy tựa hồ thấy được chuyện khủng bố đồng thời hắn cũng buông tha chống cự tựa hồ là bởi vì sợ hãi mà quên mất chống cự lữ thiếu khanh tuy rằng cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không nghĩ nhiều bắt lấy nguyên anh của nguyễn thuấn xóa đi ý thức trong nháy mắt cắn nuốt chẹp chẹp miệng có vài phần hy vọng không có gì khác nhau đều là một mùi vị sau khi nguyên anh đến thân thể lữ thiếu khanh đứng lên khó chịu nói ra đọa sau đó lắc đầu ánh mắt nhìn về phía đại trận lữ thiếu khanh cúi đầu nhìn thân thể mình nói thầm phải làm bị thương một chút mới được đem chính mình cải trang một phen khí tức trở nên suy yếu hấp hối sau đó tìm được quản đại nghiêu truyền âm cho quản đại nghiêu tới quản đại nghiêu lúc này lại trốn được thật xa lại sợ chết lại muốn tiếp tục nhìn xuống nếu như không phải thiên cơ giả hắn đã sớm chạy rồi hắn là thiên cơ giả chuyện lớn ở đây hắn không muốn bỏ qua bên này trốn tránh đem chính mình khí tức áp đến thấp nhất vốn tưởng rằng mình sẽ không bị người phát hiện thanh âm lữ thiếu khanh truyền đến tai hắn làm cho thân thể hắn cứng đờ nhất cho lữ thiếu khanh khủng bố hắn không thể không ngoan ngoãn dựa theo lời lữ thiếu khanh đi tìm hắn bất quá khi hắn tìm được lữ thiếu khanh phát hiện lữ thiếu khanh hơi thở suy yếu vết thương trồng chất nằm trên mặt đất một bộ bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi quản đại nghiêu sắc mặt mang theo vài phần kinh nghi công tử ngươi làm sao vậy tên khốn này mạnh như vậy sao giết chết một vị ma tộc nguyên anh sao bất quá nhìn hắn như vậy chỉ sợ là bị thương không nhẹ không thấy ta bị thương sao còn nhìn lữ thiếu khanh ra vẻ suy yếu vênh vá hung hăng giận dữ mau tới đỡ ta nếu không ta xử lý ngươi quản đại ngưu tâm tư cấp truyền, biểu tình ý vị thâm trường hắn thắt lưng thẳng tắp chậm rãi đi tới trước mặt lữ thiếu khanh đôi mắt nho nhỏ lóe lên quang mang khó hiểu công tử ngươi hiện tại đã bị thương đừng tức giận như vậy dễ chọc tức thân thể lắm quản đại ngưu không lập tức đỡ lữ thiếu khanh dậy mà nhìn chằm chằm hắn lộ ra nụ cười bỉ ổi cơ hội đến rồi tên khốn này khi dễ ta hiện tại không phải là cơ hội tốt để báo thù sao lữ thiếu khanh nhìn thấy quản đại ngưu mập mạp trên mặt lộ ra nụ cười trong lòng run rẩy tên mập mạp chết tiệt này muốn bỏ đá xuống giếng Lữ Thiếu Khanh không có nửa điểm kinh hoàng, bình tĩnh vô cùng, hắn muốn thu thập mập mạp này, bất cứ lúc nào cũng có thể. Ngô công tử, ngươi nói đùa, ta làm sao có thể không hỗ trợ chứ? Nhưng ta ra tay cũng cần thù lao, quản đại Ngưu nghĩ nhân cơ hội này muốn lấy linh thạch của mình, dù là hắn có tiền, một lần cho 30 vạn linh thạch cũng đủ để cho hắn đau lòng. Quản đại Ngưu không có ý định toàn bộ muốn đến, muốn một chút là có thể muốn một chút, trong lòng dễ chịu một chút cũng tốt. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, một quả linh thạch ta cũng sẽ không cho ngươi, ngươi thức thời nói, tốt nhất lấy 10 vạn linh thạch cho ta, nếu không ngươi sẽ hối hận. Ai nha, đến lúc này, ngươi còn không thấy rõ thế cục, còn dám uy hiếp ta sao? Quả là một tên khốn kiếp, hôm nay ta hảo hảo thu thập ngươi, cho ngươi biết lão béo không phải dễ chọc giận. Quản đại ngu lập tức trầm mặt xuống, ngữ khí mang theo vài phần uy hiếp, "Công tử, ngươi còn không có thấy rõ ràng thế cục sao?" "Ta cảm thấy ngươi không thấy rõ ràng thế cục mới đúng, Lữ Thiếu Khanh thậm chí còn nhàn nhã xê dịch mông, ngươi quên sư huynh của ta sao?" Vừa nghe Lữ Thiếu Khanh đề cập kế ngôn, quản đại nghiêu trong nháy mắt sợ hãi hiện tại kế ngôn cùng cao thủ ma tộc kia không biết kế ngôn đi nơi nào đánh nhau không có phân ra thắng bại vạn nhất kế ngôn thắng đủ cho hắn uống một bình quản đại ngưu thấy rõ thế cục lập tức lộ ra nụ cười nịnh nọt công tử vừa rồi đùa dẫn với người đấy hắn hấp tấp đi đỡ lữ thiếu khanh công tử ngươi muốn đi đâu đi đại trận bên kia úc linh khẩn trương nhìn chằm chằm xa xa nơi đó đã không nhìn thấy bóng dáng lữ thiếu khanh và nguyễn thuấn hơn nữa khí tức cường đại của song phương cũng đều biến mất cuộc chiến dường như đã kết thúc kết quả chiến đấu thế nào nguyễn thuấn đại nhân thắng hay thua hẳn là sẽ không thua chứ úc linh thập phần lo lắng vạn nhất nguyễn thuấn thua hậu quả không thể tưởng tượng nổi cửu lang không có giống úc linh như thế chứng kiến qua lữ thiếu khanh khủng bố không cách nào lý giải úc linh loại lo lắng này vẻ mặt hắn thoải mái có vẻ du dương tự đắc hắn đối với úc linh linh khẩn trương thập phần khinh thường thậm chí có vài phần nhì không nổi úc linh đội trưởng ngươi tới nơi này không có 10 canh giờ đi không tới 10 canh giờ úc tộc thiên tài trở nên nhát gan như thế úc linh dưới mặt nạ che giấu sắc mặt đỏ bừng trong đôi mắt màu tím hiện lên một tia lửa giận cô biết cửu lang không nhìn nổi cô thánh tộc lấy nhát gan nhu nhược làm hổ thẹn đối mặt với địch nhân lộ ra sợ hãi sẽ bị người khiển trách là kẻ nhu nhược sẽ bị thánh tộc nhân phỉ nhổ xa lánh cửu lang xem ra úc linh trong lòng sợ hãi kế ngôn cùng lữ thiếu khanh hai người nhân loại trẻ tuổi này là làm mất mặt thánh tộc nếu như có thể úc linh muốn hành hung cửu lang một trận ngươi biết cái dám gì ngươi không hề biết họ là những kẻ khủng bố ta là kiên kỵ không phải sợ hãi bất quá cô không dám cửu lang là đặc sứ thánh chủ đại biểu cho thánh chủ cô dám ra tay với cửu lang tộc nhân của cô chờ bị diệt đi úc linh biện giải cho mình lại phủ cập khoa học cho cửu lang cừu đặc sứ thực lực hai người này vượt quá suy nghĩ của chúng ta cho dù là hàn tinh bọn họ cũng là cao thủ đứng đầu trong thế hệ không có mấy người đối phó với bọn họ cũng chỉ có thánh tử bọn họ mới có thể đánh thắng được bọn họ trên mặt úc linh có vài phần xấu hổ cô nói dối vì cô cảm thấy cho dù là thánh tử có lẽ có thể sàn sàn như nhau với lữ thiếu khanh không phải là đối thủ của kế ngôn khi đó lời này cô không dám nói nói cũng là đưa tới hủy diệt cho tộc nhân của mình. Hả? Cử Lang khó có thể tin, Úc Linh lời này phân lượng quá nặng, thánh tử là ai? Đây chính là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ Hàn Tinh, là người mạnh nhất được chọn lựa từ trong Hàn Tinh, trong ngàn vạn ước thánh tộc nhân, là người lãnh đạo của vô số thánh tộc, là người dẫn dắt thánh tộc đi huy hoàng, mà chỉ có thánh tử mới có thể đánh thắng được người như vậy, có người như vậy tồn tại sao? Cử Lang nhìn Úc Linh Linh, ánh mắt càng thêm khinh thường, đến đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thế mà làm cho Úc tộc mới có thể sợ hãi thành như vậy. Cử Lang lắc đầu, đối với lời nói của úc linh là một dấu chấm câu cũng không tin hắn bĩu môi quên đi bọn họ có thể lợi hại đến đâu hám đại nhân và nguyễn đại nhân đủ để giết chết bọn họ vừa dứt lời quản đại nghiêu không biết từ đâu chui ra trong ánh mắt kinh nghi của hai người mang theo lữ thiếu khanh sắc mặt úc linh trắng bệch lữ thiếu khanh tới có phải có nghĩa là nguyễn thuấn đã ngã xuống hay không cửu lang cũng là sắc mặt khó coi vừa rồi đang nói nguyễn thuấn có thể giết chết lữ thiếu khanh hiện tại là lữ thiếu khanh trở về kết quả không cần nói cũng biết ngươi mặt này bị đánh rất đau Cửu lang gắt gao nhìn chằm chằm lữ thiếu khanh lữ thiếu khanh có vẻ rất suy yếu thái độ có vẻ rất kiêu ngạo không chút khách khí cắt đứt lời Cửu lang chỉ vào hắn ngươi cái gì ngươi hơi thở lữ thiếu khanh suy yếu ngay cả một đứa trẻ ba tuổi cũng không bằng nhưng vẫn kiêu ngạo như thế chẳng những để Cửu lang tức giận đến hộc máu mà ngay cả quản đại nghiêu cũng muốn bỏ lữ thiếu khanh mặc kệ trực tiếp chính mình chạy trốn tên hỗn đản này quá kiêu ngạo đây là ngại mạng dài sao ngươi bây giờ như vậy ta cũng có thể thu thập ngươi chớ đừng nói chi là hai ma tộc kia đều là tồn tại kết đan tầng 9 bọn họ trước đó đánh không lại ngươi muốn đánh chết ngươi hiện tại dễ dàng như trở bàn tay cừu lang mặt âm trầm sát ý bốn phía mặc dù cách thật xa quản đại nghiêu đều cảm thụ được quản đại nghiêu thấp giọng khuyên bảo lữ thiếu khanh giọng nói mang theo tiếng khóc công tử ngươi nói ít đi ngươi muốn chết thì tự mình đi chịu chết đừng liên lụy ta quản đại nghiêu ở trong lòng làm chuẩn bị chờ một khi có cái gì không thích hợp trước tiên bỏ lại lữ thiếu khanh chính mình chạy trước tử đạo hữu không chết bần đạo hắn không đáng vì lữ thiếu khanh mà đáp ứng lữ thiếu khanh chẳng những không nghe lời khuyên ngược lại còn quay đầu lại mắng, mập mạp chết tiệt, ngươi chỉ có thịt mà không có gan sao? Không phải là hai cái gọi là kết đan tiểu ma tộc sao? Đều là đồ không có đầu óc, ngươi sợ cái gì? Đừng làm nhân loại chúng ta mất mặt, có ta ở đây, sợ cái lông gì? Hơn nữa, sư huynh của ta cũng sắp trở lại, sợ cái gì? Quản đại nghiêu trong lòng mắng to, hỗn đản, ngươi có phải chóng váng hay không? Sư huynh ngươi đã về chưa? Hơn nữa, vạn nhất không về được thì sao? Không về được, chính ngươi chọn một nghĩa trang cũng khó, quản đại nghiêu cẩn thận nhắc nhở, công tử vạn nhất trương công tử không về được lữ thiếu khanh không chút khách khí ngắt lời hắn ngươi thì biết cái gì hắn nhất định có thể giết chết lão già kia ta đối với hắn có lòng tin tuyệt đối ngươi yên tâm đi giọng lữ thiếu khanh nồng đậm không thể nghi ngờ mười phần tin tưởng vào kế ngôn quản đại ngưu trong lòng ngạc nhiên không ngờ lữ thiếu khanh đối với kế ngôn có đầy đủ lòng tin như vậy quản đại ngưu nhịn không được hỏi một câu vạn nhất trương công tử còn không có trở về bọn họ giết đi làm sao bây giờ ngươi ngăn cản bọn họ ta chạy trước quản đại ngưu học máu trong lòng càng thêm kiên định đợi lát nữa phải chạy đầu tiên tuyệt đối mặc kệ tên hỗn đản này sống chết cửu lang sau khi nghe lữ thiếu khanh nói lời này sát ý càng thêm nồng đậm hắn tiến lên một bước chuẩn bị rời khỏi nơi này ra tay với lữ thiếu khanh úc linh chú ý hành động của cửu lang cô nhịn không được khuyên nhủ cửu công tử cẩn thận lừa gạt cửu lang nghe vậy khinh thường có lừa có cái gì lừa úc linh đội trưởng cửu lang ngữ khí nghiêm khắc ánh mắt như kiếm nhìn thẳng úc linh giống như muốn đem cô mặt nạ phía dưới diện mục thấy rõ ràng ngươi là úc tộc thiên tài càng là lần này tiên phong đội trưởng Ngươi tới nơi này là vì vinh dự trở thành úc tộc, che chở tộc nhân, mà không phải trở thành xỉ nhục úc tộc, liên lụy úc tộc. Hiện tại là chu sát kẻ này cơ hội lớn nhất, ngươi lại sợ hãi không tiến lên, ngươi còn là thánh tộc nhân sao? Ngươi cho rằng thánh chủ sẽ không biết nơi này chuyện gì sao? Ngươi làm một chuyện, thánh chủ sẽ không nhìn ở trong mắt. Ngư khí cừu lang thập phần nghiêm khắc, để úc linh sắc mặt trắng bệch, trong lòng cô nhịn không được kinh hoàng. Đúng vậy, đối mặt với địch nhân, cô sợ hãi không tiến lên, là hành vi mà thánh tộc nhân phỉ nhổ, cô nhịn không được giải thích, cừu đặc sứ hắn hắn là nguyên anh cửu lang càng nghiêm khắc chính là bởi vì hắn là nguyên anh hiện tại không động thủ còn đợi khi nào ngươi muốn ở chỗ này làm rùa đen rụt đầu cả đời sao cửu lang sau khi nói xong đối với úc linh tràn ngập chán ghét phất tay áo bỏ đi nhân loại yếu đuối chịu chết đi cửu lang quát to một tiếng thoát ly pho tượng che chở từ trong đại trận đi ra quản đại nghiêu cả người lạnh như băng không nói hai lời bỏ lữ thiếu khanh bỏ chạy lữ thiếu khanh im lặng mập mạp chết tiệt lại có vài phần phong phạm của ta nữ nhân kia không có đi ra đi ra như vậy một cái đặc sứ cũng coi như có thể ánh mắt lữ thiếu khanh trở nên sắc bén bất quá sau một khắc trên mặt hắn hiện lên vài phần buồn bực mà cừu lang công kích lữ thiếu khanh cố ý lớn một tiếng ăn cừu lang một kích bay ngược mà vào lúc này kế ngôn đã trở lại áo trắng bồng bềnh xuất hiện trên bầu trời Cửu lang xem kế ngôn như tiên nhân lông tóc không tổn hao gì nhất thời sắc mặt đại biến không không có khả năng kế ngôn trở về kết cục của hám hạo không là gì không cần nói cũng biết cừu lang không thể tin được đây chính là sự tồn tại của nguyên anh trung kỳ cảnh giới tầng 5, đây là tồn tại có thể trùng kích thánh địa trưởng lão trong thánh tộc cũng là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy trong thánh tộc uy phong lẫm liệt hám hạo không danh động thánh tộc lại thua trong tay một tu sĩ nhân loại tin tức này truyền về tuyệt đối sẽ khiến cho thánh tộc chấn động lớn ánh mắt kế ngôn lạnh như băng nhìn chằm chằm cừu lang khí tức của kế ngôn tuy rằng không tệ nhưng cũng đủ để cho cừu lang kinh hồn bạt phía cừu lang lúc này mới hiểu úc linh nói cũng không phải là nói dối hai nhân loại này thật sự rất mạnh lữ thiếu khanh vội vàng nhắc nhở kế ngôn để hắn lưu cửu lang một mạng hắn hữu dụng lữ thiếu khanh chậm rãi đứng lên vẫn giả bộ bị thương hắn chẳng những muốn lừa gạt người ma tộc ngay cả sư huynh của mình cũng lừa gạt bằng không làm sao có thể để cho sư huynh xuất lực đây hắn đứng lên tiểu nhân đắc ý đối với cửu lang quát ma tộc tiểu tử ngươi thức thời nhanh chóng đầu hàng bằng không sư huynh ta giết chết người lữ thiếu khanh rất hài lòng hắn ra vẻ mục đích bị thương là vì đem úc linh hoặc cửu lang lừa gạt ra bất cứ ai có thể hắn chỉ cần một tù nhân kế ngôn nói với lữ thiếu khanh sao ngươi không ra tay lữ thiếu khanh đúng lý hợp tình ta bị thương còn đánh rắm ngươi cho rằng ma tộc kia dễ dàng thu thập sao nhanh lên không có thời gian đâu ngươi đã qua nghiện rồi nên đi thôi kế ngôn đương nhiên biết sư đệ của mình đang nói dối nguyễn thuấn lợi hại còn không đến mức để lữ thiếu khanh bị thương nghiêm trọng bất quá đúng như sư đệ nói chính mình trải qua nghiện cùng ma tộc nguyên anh cảnh giới tầng 5 giao thủ được lợi rất nhiều quên đi mặc kệ hắn đi khí tức kế ngôn đột nhiên biến đổi ra tay với cửu lang xét thấy lữ thiếu khanh yêu cầu kế ngôn không có ý định một kiếm bổ cửu lang đây là sư đệ điểm danh muốn tù binh làm sư huynh đương nhiên phải thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ của sư đệ nhưng mà cừu lang nhìn kế ngôn ra tay với mình hù chết hắn hắn tự biết thực lực của mình không bằng kế ngôn không nói hai lời liền đem thánh chủ cho hắn đồ vật lấy ra đây là thánh chủ giao cho hắn một kiện pháp khí có thể dùng để đối phó một vị nguyên anh nhân loại một kiện pháp khí xuất hiện trong tay cừu lang sau khi chú thích linh khí ném kế ngôn hét lớn một tiếng đi trong phút chốc thiên địa tối tăm một cái túi tiền to lớn xuất hiện ở trên bầu trời